Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn. Đoàn công tác của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đơn vị kết nghĩa với thị xã Nghi Sơn thăm làm việc, trao nhà tình nghĩa và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã và trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đảm bảo an sinh xã hội giữa hai địa phương. Sau tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản của thị xã Nghi Sơn đạt 18.804 tấn, bằng 58,7% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 7, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía thị xã có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thị xã. Sau tháng đầu năm 2022, cấp ủy chính quyền từ thị xã đến các xã phường tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được kiện toàn, chia cụm thi đua, phân công phụ trách cụm và cơ sở cho từng thành viên theo quy chế hoạt động. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân hưởng thụ được các xã phường tổ chức cho nhân dân bàn bạc, thống nhất triển khai thực hiện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kết quả bổ sung hương ước, quy ước được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chính quyền các xã phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân qua bộ phận một cửa. 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận 2.376 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%. Bộ phận tiếp công dân đã tiếp 326 lượt với 435 người, 326 vụ việc. Tiếp nhận 536 đơn thư, trong đó đơn thuộc thẩm quyền là 399 đơn. Kết quả đã giải quyết 291 vụ, đạt 72,9%, đang giải quyết 113 vụ. Kết quả trong thực hiện xây dựng cơ sở và quy chế dân chủ trên địa bàn thị xã đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan đơn vị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, các chế độ chính sách cho gia đình người có công, bảo trợ xã hội đã được thực hiện đầy đủ kịp thời đến từng đối tượng. Qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 tại phường Trúc Lâm và việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường Trung học cơ sở Hải Ninh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ một cách nghiêm túc, bài bản của thị xã Nghi Sơn, từ đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo bám sát tình hình khắc phục khó khăn, khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, với phương châm thích ứng an toàn với dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo các cấp theo đúng quy chế, thực chất và hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ, cũng như nắm bắt các kiến nghị đề xuất của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, thực hiện tốt công tác đối thoại để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm làm việc, trao nhà tình nghĩa và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ,
Chiều ngày 1 tháng 7, thị xã Nghi Sơn và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đảm bảo an sinh xã hội giữa hai đơn vị kết nghĩa. Dự hội nghị về phía thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành có liên quan. Về phía huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có các đồng chí Lê Văn Quang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và các đồng chí trong đoàn công tác của huyện Đại Lộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác đền ơn đáp nghĩa của thị xã Nghi Sơn trong thời gian qua. Theo đó, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và trình độ dân trí ngày càng được nâng lên. Năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 18,87%, nằm trong nhóm các huyện, thị xã, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn được 796,8 tỷ đồng, tăng 69,5% dự toán tỉnh giao. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo đạt được kết quả quan trọng. Năm 2021, thị xã đã hoàn thành bàn giao giải phóng mặt bằng 429,79 ha tại 99 trên 101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2022, thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao 250,91 ha, đạt 41% kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Về công tác đền ơn đáp nghĩa, thị xã Nghi Sơn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng cho 30 hộ trên năm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm, thị xã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đời sống của người có công ngày càng được nâng cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những thành tựu thị xã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời thông báo về những kết quả huyện Đại Lộc đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó nhấn mạnh về công tác xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện. Thay mặt cấp ủy chính quyền nhân dân thị xã Nghi Sơn, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã cảm ơn những tình cảm cấp ủy chính quyền nhân dân huyện Đại Lộc dành cho thị xã Nghi Sơn. Đây là tiền đề để trong thời gian tới sẽ phát triển mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt hơn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Dịp này, huyện Đại Lộc đã trao tặng 4 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng, với tổng kinh phí 200 triệu đồng và 5 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của huyện Đại Lộc đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Nghi Sơn đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thank you.
Vừa qua, Hội Nông dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bám sát nhiệm vụ chính trị của hội và nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương, 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã có 18 trên 20 chỉ tiêu đạt từ 60% kế hoạch trở lên, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao. Các cấp hội đã tổ chức 185 buổi tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho gần 16.000 lượt người tham gia. Hội đã làm tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên với 306 hội viên kết nạp mới, đạt 90% kế hoạch tỉnh giao. Có hơn 6.400 hộ gia đình đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã hướng dẫn chỉ đạo xây dựng được 7 mô hình phát triển kinh tế, gồm nuôi hầu, chế biến hải sản, nuôi cá lồng, nuôi tôm thẻ chân trắng và chăn nuôi bò lai sinh sản ở các xã phường Trúc Lâm, Hải Bình, Xuân Lâm, Thanh Thủy, Phú Sơn, Cát Sơn, Hải Thượng. Tổ chức 181 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản với gần 11.000 lượt người tham gia, thành lập được 2 chi hội nghề nghiệp, 9 tổ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp hội đã làm tốt công tác tín chấp vay vốn ở các ngân hàng với tổng dư nợ hơn 534 tỷ đồng cho hơn 8.300 thành viên vay vốn, tăng hơn 25 tỷ đồng so với năm 2021. Hội Nông dân thị xã tham gia giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 năm 2022 đạt giải nhất, đồng thời tích cực tham gia vận động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, phòng chống dịch bệnh, tham gia củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao. 6 tháng cuối năm 2022, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nông dân, tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 7, đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Thực hiện kế hoạch số 282 của phòng PV01 Công an tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 1 tháng 7, Công an thị xã Nghi Sơn đã thành lập lực lượng 282 tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt các nội dung về công tác tuần tra vũ trang theo nội dung kế hoạch số 248 của Công an thị xã. Theo đó, Công an thị xã Nghi Sơn sẽ huy động lực lượng, phương tiện, tuần tra nghiệp vụ với mục đích chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự ma túy, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ và nghi vấn có dấu hiệu mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm trên người và phương tiện để thực hiện các hành vi tội phạm khi tham gia giao thông. Quá trình tuần tra được chia làm hai tuyến, tuyến phía Bắc thực hiện nhiệm vụ trên phần đường dọc tuyến quốc lộ 1A đi ra phía Bắc đến khu vực cầu ghép và các tuyến đường 525, 512. Tuyến phía Nam thực hiện nhiệm vụ trên phần đường dọc tuyến quốc lộ 1A đi vào phía Nam đến khu vực giáp danh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và các tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, Nghi Sơn Bãi Chảnh, các tuyến đường thuộc địa bàn xã phường trên địa bàn. Các mục tiêu có địa chỉ cụ thể trên các tuyến như quán ăn đêm, karaoke, chợ, nơi ở các đối tượng hình sự, cộm cán thuộc diện theo dõi của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm, khu vực tội phạm có điều kiện hoạt động, khu vực công cộng, khu vực tuyến đường vắng người qua lại, gầm cầu, bãi đất trống, khu vực đang thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Thời gian thực hiện từ tối ngày 1 tháng 7 năm 2022, tuần tra hàng ngày, kể cả vào thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 22 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ công an thị xã đã phân công hai tổ công tác, chia thành hai tuyến tổ chức ra quân tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ,
phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Ngày 2 tháng 7, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ cờ tướng, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Nghi Sơn dự. Phát biểu khai mạc lễ ra mắt câu lạc bộ cờ tướng, đồng chí Cao Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh, cờ tướng là một môn thể thao thông dụng với nhiều lứa tuổi tham gia. Với địa bàn thị xã Nghi Sơn có số người chơi và hiểu biết về cờ tướng rất nhiều, song phong trào chưa mạnh, nguyên nhân là chưa có sân chơi và môi trường để các cờ thủ thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ, nâng cao nước cờ. Vì vậy, việc thành lập câu lạc bộ cờ tướng của thị xã Nghi Sơn là rất cần thiết và đáp ứng yêu cầu về môn thể thao trí tuệ này. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên do đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã làm chủ nhiệm và hơn 30 hội viên tham gia. Trong buổi ra mắt, đại diện ngân hàng HD Bank Nghi Sơn đã trao tặng quà là toàn bộ hệ thống thiết chế chơi cờ tướng cho câu lạc bộ, gồm 10 bộ cờ, bàn cờ, đồng hồ bấm giờ. Môn thể thao cờ tướng không chỉ đơn thuần là môn thể thao chơi giải trí, mà còn là môn thể thao dùng trí tuệ với khả năng suy nghĩ độc lập, rèn luyện tư duy. Câu lạc bộ là nơi để thu hút các kỳ thủ trong toàn thị xã tham gia, hướng tới mục tiêu tổ chức được nhiều giải đấu chất lượng với quy mô khác nhau, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao thị xã Nghi Sơn. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người dân sống xung quanh hàng rào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức khám sàng lọc gồm siêu âm ổ bụng, nội soi tai mũi họng, khám tăng huyết áp và đái tháo đường cho người dân phường Tĩnh Hải. Theo đó, trong đợt này đã có 700 người dân trên 40 tuổi được các y bác sĩ tư vấn và khám sàng lọc, đo chiều cao cân nặng, siêu âm ổ bụng, nội soi tai mũi họng, khám tăng huyết áp và đái tháo đường. Sau khi khám sàng lọc, người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe và phần mềm điện tử giúp theo dõi và cập nhật tình trạng sức khỏe liên tục. Đợt khám sàng lọc này đã cung cấp số liệu đánh giá được tình hình mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cho người dân trên địa bàn phường Mai Lâm, Tĩnh Hải và thôn Bắc Yến, xã Yến. Đồng thời, thông qua việc khám và tư vấn sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức về bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, góp phần phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của thị xã Nghi Sơn đạt 18.804 tấn, bằng 94,2% cùng kỳ, bằng 58,7% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 17.325 tấn, bằng 57,75% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.479 tấn, bằng 73,95% kế hoạch. Sản lượng thu mua 62.600 tấn, bằng 52% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản trong năm 2022 đạt từ 32.000 tấn, trong đó khai thác thủy sản 30.000 tấn, nuôi trồng thủy sản 2.000 tấn. 6 tháng cuối năm 2022, thị xã Nghi Sơn tập trung chỉ đạo các xã phường, động viên ngư dân khắc phục khó khăn do chi phí nhiên liệu tăng cao, vươn khơi, bám biển. Đánh bắt hải sản xa bờ gắn với chuyển đổi nghề và phát triển các mô hình dịch vụ gắn với phát triển du lịch, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường, thúc đẩy các hoạt động khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính tận diệt, góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho ngư dân. Phường Hải Thượng có 3 km đường bờ biển, có hồ Đồng Chùa, sông Yên Hòa. Đây là những khu vực trẻ em thường hay tắm và vui chơi vào những ngày nắng nóng trong dịp nghỉ hè, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước. Xác định rõ tầm quan trọng của việc phòng chống đuối nước ở trẻ em, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước đến nhân dân, trường học, các tổ chức đoàn thể trên hệ thống loa truyền thanh thông qua các hội nghị của phường, tổ dân phố. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động hè an toàn cho trẻ em, tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Thì
Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn thì trong thời gian qua thì xảy ra rất một số vụ đuối nước đối với trẻ em rất thương tâm. Trước cái tình hình đó thì đối với Hải Thượng thì có cái bờ biển dài và một số cái ao hồ lớn nhỏ. Trong thời gian qua thì chính quyền rồi Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đã triển khai các cái kế hoạch về công tác phòng chống thiên tai rồi công tác phòng chống đuối nước, tuyên truyền cho nhân dân biết được cái và hạn chế cái việc tham gia cái tắm sông tắm biển, chỉ đạo cho đoàn thanh niên phối hợp cùng với các nhà trường tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên học sinh về một số cái biện pháp trong cái phòng chống đuối nước, rồi tập các cái việc bơi lội để cái việc thanh niên hạn chế cái việc tắm sông tắm biển, thì tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nếu có đi tham gia cái việc tắm sông tắm biển thì phải có người lớn để quản lý và giám sát cái việc tắm sông tắm biển của con em của mình. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục, vì mùa hè nắng nóng thì cái việc tắm sông vẫn diễn ra, nên là tắm sông tắm biển thì chúng tôi sẽ có tuyên truyền như hệ thống truyền thanh các cái kế hoạch và các biện pháp để cho nhân dân biết được phòng tránh cái việc hạn chế được cái việc đuối nước. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.